Nhận định bóng đá Chile với Nhật Bản. 6 giờ ngày 18 tháng 6, Nhật Bản mang tới Copa America lần này tới 17 cầu thủ chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, một Samurai còn non trẻ tuyệt đối không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Đặc biệt với một Chile cũng không còn ở đỉnh cao. Chile được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên vô địch sáng giá thứ 5 tại Copa America lần này. Tuy nhiên, đa phần người hâm mộ đều hiểu rằng đó là một nhận định dựa trên thói quen. Đội tuyển Chile thực tế đã sa sút rất nhiều so với tập thể 2 năm liên tiếp vô địch Copa America 2015 và 2016. Đỉnh điểm của sự sa sút là việc Chile thậm chí còn không giành nổi vé dự World Cup 2018. Kể từ sau khi tuột tấm vé dự World Cup đến trước thềm Copa America 2019, Chile đã đá giao hữu với tận 13 đối thủ để tìm lại cảm giác. Tuy nhiên, kết quả giao hữu còn khiến người hâm mộ bi quan hơn, khi Chile chỉ thắng vỏn vẹn 5 trận trong 2 năm trở lại đây. Chile từng thua xấu mặt trước những đối thủ về lý thuyết là yếu hơn họ rất nhiều như Mexico, Peru, Costa Rica, Romania. Hai năm qua, chẳng có bất kỳ cuộc cải tổ nào ở Chile cả, và hệ quả là họ đến với Copa lần này với dàn cầu thủ gần như y hệt 2 năm về trước. Vẫn là những cái tên cũ kỹ như Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Charles Aranguiz, Eduardo Vargas, Gary Medel, đội hình cũ, lối chơi cũ, nhưng chất lượng các ngôi sao trong đội hình Chile thì đã giảm sút rất nhiều. Điển hình như Sanchez, một năm qua chứng kiến tiền đạo này sa sút phong độ tới mức bị giới chuyên môn Anh đánh giá là bản hợp đồng thất bại nhất trong lịch sử Man United. Sanchez kiếm về tới 33,5 triệu bảng tiền lương từ Quỷ Đỏ nhưng đóng góp vô cùng tồi tệ, ở thái cực ngược lại hoàn toàn. Nhật Bản mang tới Copa dàn cầu thủ hoàn toàn mới so với vòng chung kết World Cup trên đất Nga. Có tới 17 cầu thủ Nhật thậm chí còn chưa từng khoác áo tuyển một lần nào. Cái tên quen thuộc nhất của Nhật tại giải lần này chỉ là tiền đạo Shinji Okazaki. Nhật Bản coi Copa là một dịp thử nghiệm để sớm trình làng thế hệ mới kế cận cho những Maeda Yoshida. Thông tin xung quanh, cả hai đội đều có đầy đủ lực lượng. Theo kèo châu Á, Nhật Bản thua 5 trên 7 trận gần đây. Tuy nhiên Chile cũng thua 6 trên 8 trận vừa qua. 5 trên 7 trận gần đây của đội tuyển Chile khép lại với tổng tỷ số lẻ. Cả 4 trận gần nhất của Nhật Bản đều xỉu cả trận, dự đoán tỷ số 1-1.